Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 35 tóc cần có ký hiệu là Halusao các bạn. Thì chương trình góp này random cho 4.000 winner may mắn nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả của mình. Các bạn cần phải có cái tài khoản trên trang có mang cái cáp nha các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào link sự kiện, các bạn login vào nè. Rồi, sau đó thì các bạn bấm vào cho này góp. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn bấm vào up to wallet nha các bạn. Ê, show này drop nè. Rồi dòng đầu tiên các bạn up to wallet nha các bạn. Nhiệm vụ thứ hai follow trên trang comment cap nè. Rồi mình đã follow rồi, các bạn bắt up lên nè. Tớ follow hello sao nè. Trên tờ Twitter nè bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bắt up lên nè. Tiếp tục follow trang Facebook của nó nè. Rồi trên trang Facebook được bạn bấm thích xong thì các bạn bắt đắp lên. Rồi bạn join tiếp kênh Telegram channel nữa nha các bạn. Rồi mình đã join xong rồi, bắt đắp lên nè. Rồi tôi tiếp tục join tiếp kênh Telegram nữa nè. Rồi các bạn xôn xào các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ TH của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dán nè. Tiếp tục các bạn gọi là username Facebook của tất cả các bạn nè. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nè các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm show này rớt. Vậy là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 35 tóc cần Halusao đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.